Đấy, ngoài ra thì đây là một công cụ khác nhé. Nói chung là trong cuốn sách này ấy, là anh chị em có đủ hết tất cả công cụ để đồ chơi anh chị em chơi rồi, không cần phải đi tìm ở đâu nữa, nó quá nhiều để anh chị em chơi rồi. Đấy, ví dụ ở đây nhé, thì mình có thể thêm cái image prompt vào đây, tức là cái hình ảnh mình muốn đưa cái hình ảnh nào vào đây. Đấy chưa? Mình có thể add một cái hình ảnh vào đây, được chưa? Đó. Ví dụ như cái hình ảnh đấy thì mình có thể lấy ở trên mạng, được chưa? Một cái hình ảnh nào đó ở trên mạng, ví dụ như là lâu đài. Đấy, mình có thể lấy một cái hình ảnh ở trên mạng bất kỳ. Đấy, xong mình copy cái đường link này, sao chép cái địa chỉ ảnh, cái địa chỉ này, sao chép cái địa chỉ ảnh này. Đó, xong mình dán vào đây. Đấy, thấy chưa? Đây là mình muốn thêm cái ảnh nữa, mình dán vào đây. Đấy chưa? Xong chỗ này mình thêm chữ Account. Đấy chưa? Đấy, mình có thêm thêm các phần ảnh nữa vào đây. Ví dụ như là Running. Ví dụ thế. Đó, mình đã thêm cái nữa vào đây. Đó, thì nó sẽ tự động nó sẽ lên trên này. Đó, mình gì ạ? Run prompt now. Thì nó lập tức nó chạy ra cho mình. Đó, thì đây là cái câu lệnh để nó dùng ở trên cái thằng Creative Fabrico. Đấy, mình có thể tạo luôn. Đấy, thì phải đăng nhập nó vào. Được chưa? Đấy, hoặc là mình copy này. Mình copy này. Mình sẽ đưa vào Discord. Đấy, được chưa? Nhấn Enter. Ở đây là gì ạ? Là cat này, cái gì đây này, con mèo, xong rồi lại gì, candlelight, xong lại light green, xong lại panorama, mình chọn rất nhiều tham số cùng nó gì ạ, nó tạo ra một đồ thứ lung tung vào đây. Mình chọn nhiều tham số quá cho nên là nó gì ạ, nó bị loạn, cho nên là chúng ta cũng lưu ý là chúng ta không nên chọn quá nhiều tham số anh chị em nhé. Rồi ở đây thì chúng ta thấy một con mèo đang chạy ở bên cạnh một cái tòa lâu đài, mà cái hình ảnh tòa lâu đài đấy là do mình đưa vào đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Như vậy là chúng ta đã có thể ghép cái hình ảnh con mèo với tòa lâu đài, và con mèo này thì đang chạy đó, và anh chị em thấy là cái cách mình làm nó cũng rất là nhanh, rất là nhàn, đúng không ạ? Mình chỉ cần đưa vào cái ý tưởng thôi, nó ngay lập tức cũng đưa ra cho mình cái câu lệnh, việc của mình là chỉ là copy và paste thôi, được chưa ạ? Đó. Đấy, mình có thể thêm hình ảnh vào đây, mình thêm hình ảnh số 1, hình ảnh số 2, thêm cái câu lệnh số 1, câu lệnh số 2, câu lệnh số 3 vào đây. Thế ngay lập tức nó dạng nó cho mình cái dạng cái câu lệnh ở đây. Nó có chữ image luôn phía trước này, được chưa? Mình chỉ cần copy thôi. Được chưa? Hoặc là mình dạng đăng nhập vào cái bên này để mình tạo. Bên này nó cũng có một cái kênh tạo tạo hình ảnh riêng. Nó có chung có rất nhiều những cái con AI để tạo hình ảnh nhé.